Xin chào các bạn ạ. Hôm nay là mình giới thiệu với các bạn cái máy cưa lồng của mình tự chế nha. Từ cái motor máy may. Đúng rồi, từ cái motor máy may 100k. Bây giờ mua cái motor máy may về để không biết làm cái gì. Định chế cái máy khoan nhưng mà khoan thì ba bốn cái rồi. Cho nên giờ mình làm cái máy cơ động này. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn nha. Cái gì thiếu sót rồi mong các bạn bỏ qua nha. Giờ mình cưa gỗ cứng cho các bạn coi ha. Đây là gỗ cứng nè.
video của mình đến đây là chấm dứt. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Chào các bạn.